Cầm cái dĩa ăn đi, cầm cái dĩa nhá, cầm cái dĩa này, chọc vào đây. Nào, cho ba cái thìa, ba để vào đây. Nào ăn đi con. Ngồi ăn đây là ba ăn nhá. Sao thì con ăn mãi đi con. Ăn nước đi nè. Nào con đừng bốc tay thế. Ăn vào rồi đau bụng đấy. Nha. Bốc tay như này ăn vào đau bụng con. Đừng bốc tay. Bốc từ dưới đất lên này ăn vào xong tí để đau bụng. Nào con đừng bốc tay ăn thế. Rơi hết ra ngoài của ba rồi. Đi đâu đấy? Không ăn nữa à? Đi vệ sinh hả? Dích ơi, đi vệ sinh à con, đau bụng hả? Ba đã dặn rồi, đừng có dùng tay bốc đồ ăn cơ mà. Thôi đi đi, không tí vào ba rửa cho nhá. Xong thì gọi ba nhá. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, ăn uống không được dùng tay. Đấy, đau bụng rồi. What's this? Thank you.
Kiểm tra xem Dick đi vệ sinh xong chưa, muốn rửa giấy cho Dick. Dick đi rồi, sao mãi không thấy Dick gọi vào rửa cho Dick nhỉ? Sao Dick lâu thế? Dick ơi, xong chưa con? Làm gì mà lâu thế nhỉ? Dick, Dick ơi, vệ sinh xong chưa con? Ôi trời ơi, làm gì vậy con? Trời ơi, con làm gì vậy? Hả? Nghịch hỏng hết giấy của ba rồi. Đi vệ sinh kiểu gì thế? Quần con đâu? Ừ? Ôi trời ơi. Xem nào, quần ba xem nào. Đây này, quần đâu rồi? Con đi vệ sinh không? Ba xem nào. Không vệ sinh được hả? Sao không mặc quần rồi này? Đây lại ba mặc quần nào. Cho ba hỏi, tại sao lại nghịch giấy vệ sinh của ba như thế? Hả? Sao? Làm ba ngồi ở ngoài kia ba gọi mãi không thấy đâu. Giấy vệ sinh nghịch kiểu gì mà tất ra nhà này. Ừ? Con nãy ba gọi mãi không thấy đâu, hóa ra là ngồi trong này để nghịch giấy vệ sinh hả? Hả con? Đấy, bây giờ hỏng hết giấy rồi, đấy bây giờ lấy giấy đâu mà để đi vệ sinh. Bây giờ phải dọn đi thôi chứ làm nào được. Nhớ từ lần sau không có nghịch giấy của ba nữa nha. Con nha, ngoan nha. Sao lại nghịch giấy vệ sinh của ba như thế này? Bây giờ hỏng hết giấy của ba rồi, bây giờ lấy đâu giấy để đi vệ sinh nữa. Từ lần sau không nghịch giấy của ba nữa nha. Sao đấy, buồn ngủ à con? Đấy, trời chán là buồn ngủ này. Thôi ba cho con đi ngủ nha. Nha, đi ngủ với ba, ba dọn cái giấy đi. Ngoan. Nhá. Nằm đây ngủ để ba đi dọn giấy vệ sinh kia đi nhá. Thấy chưa?